Em biết dạo gần đây là trên mạng là hot mấy cái vụ là cáp lại ảnh ấy, những pha hẹn hò đi vào lòng đất ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Với Hẹn Ăn Trưa. Anh xem qua chưa? Chưa. Đấy, hot lắm, bây giờ mình sẽ react cái đấy. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền rất là tốt. Tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em, tiêu nhiều chuyện của em thiệt thôi. Đúng, đúng. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Vẫn muốn tiêu tiền của người yêu. Ví dụ nha, cái việc tiêu tiền của người yêu ấy nó là như thế này. Ví dụ con trai nhá, theo góc nhìn của con trai đi chơi, cái chuyện mình trả tiền là chuyện bình thường. Ví dụ với anh thì đi chơi với cả bạn bè thì anh cũng hay anh trả tiền. Nhưng mà cái đứa mà có ý định tiêu tiền của bố mày á, bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Thế là đừng như thế nhá. Ăn phở với nhau đúng không? Đúng. Hai bát, anh ăn một bát là ba. Anh có thể trả tiền hai bát, nhưng một bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả lời. Đúng rồi, nhưng mà cái em ông này cũng yêu người không kỳ vọng với em một bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể đấy. Hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu là vị kỷ. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có ba bát phở mà không phải vị kỷ ạ. Trời đất ơi, ông không. Ơi. Đó là quan điểm của bọn em. Ôi, đang chương trình này một cười ấy. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ ba bát phở. Thực ra là đôi này là ông cụt tay, bà cụt chân đấy. Chỉ là nói chung rồi, hai người này, thực ra mình hiểu cái ý của cái anh này muốn nói là gì. Ý anh này muốn nói là em và em chắc là trên chương trình không muốn nói hẳn ra là em đừng có cái tư duy kiểu ỷ lại đào mỏ như thế. Nhưng mà anh này cũng ích kỷ cơ, đem ba bát phở ra làm ví dụ. Cái ví dụ của anh này thì hơi đần, ai đi ví dụ ba bát phở. Nhưng mà nói chung là cả hai người đều không giỏi để diễn đạt ra cái ý của mình. Với lại nói chung là hai anh chị nên yêu nhau đi, để dành những người tốt khác nữa. Ok, nên ok. Yêu nhau nha. Kiểu ở bên ngoài đời có những người như này thật luôn. Một chị thì đòi tiêu tiền của người yêu. Em xin các chị, à không, ý là ý em là mình không nên mình như thế. Mình có đòi trực tiếp như thế không hả chị? Mình nghĩ rằng mà mình phải tự tiêu tiền của mình chứ, tại sao lại tiêu tiền của người yêu không? Cái này là em nói thật. Nhưng mà vấn đề là nhá, đây không phải là chuyện trường hợp duy nhất mà em gặp đâu nhá. Em bảo người yêu là em thích cái túi này lắm, mua cho em đi rồi các thứ. Nhưng mà vấn đề là mọi người thích thì mọi người phải tự mua chứ. Ý là lên cái chương trình kiểu chưa kiểu đi chưa chưa biết gì với nhau nhá. Anh phải trả tiền cho em. Anh trả tiền cho em đi, nếu không em không yêu anh đâu. Anh ích kỷ, với em. Xong rồi lại được cái anh này chỉ trả hai bát phở, không trả bát còn lại. Đấy, thế em bảo anh tôi không đơn mệt hai mươi chị. Thực ra thì anh thấy cái này ông kia cũng không phải là người sai hoàn toàn. Đúng, đúng mà đúng, cái này cũng không phải là người ông sai. Ông không cái vấn đề là ai trả tiền không quan trọng, quan trọng sự chân thành, anh ấy nói còn gì nữa. Đúng quan rồi, trọng sự chân thành. Đúng rồi, anh này nói một vài ý rất hay nhưng mà kiểu mọi người tập trung vào cái chi tiết là ba bát phở nhiều hơn hay ném đá anh ý. Nói chung là 19-10, hai anh chị lấy nhau là lý. Thế đương nhiên nhá. Chúc anh chị hạnh phúc. Tới tuần thứ ba thì tụi em đã đi tới cái mức ăn trưa mà đang lên plan ăn trưa. Cưới luôn rồi. Sao chia tay? Nhưng mà lại fail. Do hai bên không thống nhất được về các thủ tục cưới. Trời đất ơi, thủ tục cưới. Nhà tính đám cưới mình không biết được cưới vậy đâu mà phải chia tay. Cái chuyện đó em nghĩ cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như cái lúc đó là tại vì em rất là ít người nên bên em chỉ tính đãi 3 bàn thôi. Nhưng bên bạn đó tới 15 bàn lận, là gấp 5 lần bên em luận. Em thấy mời nhiều quá, em mới nói có thể giảm bớt số bàn hay không. Cũng xuất phát từ ý tốt là muốn nếu mà mời nhiều quá thì không biết có kiểm soát được cái số lượng khách không á, lỡ họ không tới hết thì bị lỗ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi, tôi chưa thấy cái đám cưới có 3 mâm. Giảm xuống 13 bàn. Là có giảm rồi, con số 13 đẹp rồi. Nhưng mà lúc đó bên em lại nghĩ rằng giảm giống như giảm cho có. Nó vẫn gấp hơn bên em tới 10 bàn lận. Nếu mà áp đảo như vậy thì bên nam có cảm thấy nó thoải mái hay không? Vậy thì bên nam mời nhiều lên đi. Mời nhiều hơn thì em đã cố gắng hết rồi nhưng bên em chỉ có như đó. Thì em môn quan hệ em hạn hẹp quá, em bắt nhà gái người ta quan hệ hẹp theo bên em luôn sao được? Đám cưới người ta nuôi một đứa con gái lớn đẻ đãi có 10 bàn. Đấy, 10 bàn có 100 mấy chục người mà nhà ba bên bạn hè bên nội, bạn bè bên ngoại rồi bạn đúng bè thế. Của mình đủ thứ hết trơn. Cái này vấn đề từ nhà em chứ không phải vấn đề nhà bạn gái. Sao nào? 3 bàn một bàn cho là 10 khách đi. À 10 người luôn hả chị? 30 người. 30 người. Ui nhiều thế luôn hả chị? Nhà gái là 15 bàn là có nghĩa chị là 150 người. Là nhiều hả mọi người? Thế là nhiều à? Em vẫn theo ý kiến là anh trong đây có một vài ý đúng là công nhận là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là tiền
có đồng vào nhưng không có đồng ra kiểu thế, nó cũng không sai lắm. Cái chị MC nói một câu cũng hay là kiểu là cả đời con gái thì cưới cũng có một lần hoặc hai lần thôi chứ mấy đâu. Hai là hai lần. Ôi dồi ôi, anh ơi là hai lần. Một người đời một người con gái thì thường chỉ cưới một lần thôi. Lần thôi. Vấn đề từ nhà anh trai này liên quan đến nhà chị gái đâu? Mình mời nhiều khách thì mình mời nhiều khách, ít khách thì thôi, liên quan đến việc áp đảo là còn phải bắt bạn gái. Thực ra mình không phải hoàn cảnh nhà anh này, có thể là anh cũng không có nhiều bạn thân lắm, hay là người thân của anh ấy ở quá xa hay là thế nào đấy mà không đủ người, thì cả nhà tất cả bạn bè đồng nghiệp rồi các kiểu chỉ được có 3 mâm thôi. Thì thôi đấy là hoàn cảnh nhà anh ấy, nhưng mà nhà trai mà ít người như thế thì nhà gái nhiều người thì cũng có vấn đề gì đâu. Em nên phản ứng như nào hả chị? Sao lại mà lo không kiểm soát được? Không anh ạ, nếu mà anh không kiểm soát được anh cứ thuê em đi với em kiểm soát dùng cho. Nhưng mà tại sao số bàn hai bên nhà phải cân bằng nhau? Là thứ nhất. Thứ hai là nếu mà xét về số lượng ba bàn là 12, anh không chơi với ai à? Hơi tiết kiệm quá anh ạ. Mình cái ngày quan trọng của mình, ngày vui của mình, ngày cả đời mình có một lần. Xong vấn đề là anh ấy đã mời ít rồi, anh còn muốn vợ anh cũng phải mời ít, nhà vợ cũng phải mời ít, không được mời. Có họ hàng ra là mời ít thôi. Thế nhá, đủ ba bàn cho cân nhau, thế nhá. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, chào bác. Tôi tên là Yên. À, chào chú. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi. Thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em. Thế giới bên kia nó khác hả nha. Tôi tên là anh Yên, dùng tôi sợ. Đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Lạc. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Yeah. Tôi hiện tại thì em đã hiểu vì sao mà anh ấy cần phải lên chương trình này. Đúng rồi, anh không có người yêu rồi. Anh văn quá anh ạ. Tôi buôn bán tự do. Yeah. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng hả em ha. Yeah. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về tạo về mình đi tham gia chương trình. Anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12. Uyên sư. Chị này anh nói được cũng khá sâu sắc. Sâu sắc còn profile khủng nữa. Người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình. Không tứ đổ tường. Không tứ đổ tường là gì ạ? Không tứ đổ tường là có sắp tiếng Anh này. I don't gamble, don't drink. Tôi khá là trực tính. Trực là thẳng thắn. Công trực là cứng rắn. Còn tính em nghĩ chắc là thẳng thắn thì có thế ấy. Tức là vừa trực tính vừa trầm tính. Tức là vừa sống nội tâm nhưng muốn cả thế giới biết ấy. Có thế. Thẳng thắn nhưng mà ít nói. Đấy, tức là không cờ bạc, không rượu chè, không hút hít, không gái gú gì cả, đấy. Và một chút xíu lời nếu mà và sử dụng từ rất là kỳ cục để thúc đẩy từng theo em, đối với riêng em thì là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm. Mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có. Cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em nghĩ là hạnh đúng phúc rồi. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng. Là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Rồi em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Như hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Chị này tư tưởng. Chị ơi, nói hay đấy. Thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không thể cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó. Đây là áp đặt đó. Quá ư là áp đặt lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác rất là thực tế. Gặp anh thì hay sống trên mây. Sống trên mây. Sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Tại ai mà như thế cũng đổi. Tại là sống trên chị hả chị? Em sống ở 2020, anh là sống ở 2077. Thực ra thì mình nghĩ là cái cách mà anh này nói thì do cái cách diễn đạt thôi. Cái ý của anh này nếu như mà hiểu theo một cái nghĩa tích cực thì chắc là đó là kiểu tức là tình yêu thì khi mà người ta yêu nhau ấy thì những cái đúng
những cái gì mà nó sai nhưng mà người ta yêu nhau thì nó vẫn thành đúng được, giống như kiểu cái gì nhỉ, tôm dầu ấy, cái gì đối với ruột bầu ấy, chồng chồng chan vợ húp, ý anh ấy có lẽ là như thế chứ, nhưng mà cái cách anh ấy nói thì nó lại nghe là kiểu thành kiểu gia trưởng áp đặt, là kiểu bố mới bảo 1+1=3 là mày bằng ba, một bằng ba đấy mày, nhưng mà nhìn ra thì đúng là đôi này cũng không hợp thật, anh này cũng tư tưởng trên bay còn chị này, đúng rồi, thế nên là anh 38 tuổi anh vẫn chưa có tìm được một người 1+1=3 giống anh. Nhưng mà anh nói cái chi tiết 1+1=3 mà người kia phải chấp nhận thì cũng là một cái ý, anh nghĩ là một cái ý đúng. Khi kiểu khi đã kết hôn ý, thì kiểu là có đôi khi là có những cái tính xấu của đối phương mà chúng ta bắt đầu phải chấp nhận. Thì anh ấy cũng nói rõ rồi là tình yêu là phải chấp nhận. Nhưng đúng mà rồi. Chấp nhận theo kiểu 1+1=3 thì ế 38 năm là đúng rồi đấy anh ạ. Không phải, nhưng mà kiểu là... Ôi thảo mai, thảo mai thế. Em mong là chị gái kỹ sư trách chất lượng gì thì đó. Ban nãy của chị rất là dịu dàng, nhẹ nhàng và quan điểm rất là đẹp, rất là tốt về cuộc sống, thì nên từ chối anh này. Chắc chắn rồi đúng không? Từ từ chối đúng không? À, vui vẻ, hòa đồng và rất hay quan tâm tới người khác. Dạ. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Một phim đó chiếu vào dịp Tết, có anh Hoài Linh, anh Đan Trường và chị Nguyệt Ánh. Tức là đã từng đi đóng phim? Dạ vâng. Phim đó là phim gì em? Dạ em không nhớ tên. Diễn viên đóng phim không nhớ tên luôn hả? Đóng phim rồi mà không nhớ tên. Có một phim nhất trong đời chị. Khuyết điểm của em thì em rất là nóng tính, thẳng tính, là phụ nữ nhưng mà em lại không thích nấu ăn. Đặc biệt thì rất là ham ăn. Em giống Hà nhá. Em hiểu, không thích ăn. Mà thích ăn. Ok. Thực ra là kiểu không biết nấu ăn nhưng mà ăn nhiều thì cũng là bình thường. Và anh thì một người không biết nấu ăn nhưng lại rất thích ăn nhiều. Nên anh cũng quen rồi. Không, anh phải quen mà anh phải chấp nhận, anh phải thường xuyên nấu cho vợ anh các thứ. Anh nấu được cái gì? Anh nấu tất cả mọi thứ vợ anh ăn. Vợ anh có biết nấu gì đâu. Thế nhau nhẽo mè nhau rồi sao? Thì cũng thế thôi. Nói chung là anh đã chấp nhận một câu bồi bà ma đấy. Sao công nhận quan điểm của một người đàn ông trải đời nó khác của ông mình quá. Thậm chí ăn nhiều. À chị ở trên thư không? Nhỏ nhẽ. Ui dí là Hà. Này em không hề mè nhau ai nhá. Tính trẻ con em không bao giờ mè nhau ai. Dạ em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm. Wow. Mối tình chính thức đó như thế nào? Bọn em quen nhau là qua game. Qua game. Game audition. Dạ. Đúng rồi. Trong game. Ngày xưa đó. Rồi chính thức ra ngoài luôn. Qua nhau qua audition được hơn 1 năm rồi cũng đứt. Tại vì người yêu thật. Cái lối sống của bạn đó hơi ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không có hay quan tâm tới người khác. Cho nên bây giờ em muốn kiếm một người biết quan tâm, biết chăm sóc người khác, không có gia trưởng này, gia lăng. Ok. Phải có ý chí cầu tiến cho công việc. Các bạn có bản lĩnh. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin của bản lĩnh để anh có thể nuôi được một gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải bên nội bên ngoại cho luôn. Mẹ tiền á. Cái câu này khó vậy cả. Theo quan điểm đời, theo quan điểm của người trả lời, mọi người rất nhiều kinh nghiệm sống như anh đi. Thì anh cũng không dám nói là có. Đúng rồi. Thực ra thì có thể trong chương trình này thì lên TV thì sẽ có thể là đồng ý đấy, là đồng ý. Nhưng mà ngoài thì không dám chắc là mình có thể lo được cho nhiều người như vậy. Tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Trong cuộc sống sau này thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là người rất thích đi du lịch. Vâng, và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến hoặc có thể hơn. Thì không biết sau này ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình có con rồi nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi thì người chồng muốn người vợ là ở nhà chăm con, hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình muốn đi được nước nào. Anh này hiền quá. Thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi. Chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn lại muốn đi nước ngoài thì em đi khá khá. Và châu Á thì em đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn, châu Âu. Thế ở nước chị chắc là lạc hậu lắm thật. Nông thôn thì nào là tiên tiến? Tùy thuộc cái tài chính. Nước mình tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu thì mình đi dần dần nó tới vậy.
Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể... Ui dồi ôi, lại tài trợ được cho em đi những... Thôi, ý là anh có nhiều tiền không? Đúng không? Cái đó thì chị có thể đi du lịch được, nhưng mà chị phải mang tới cái giá trị gì cho ít nhất là cái gia đình đấy. Thì bây giờ chị mới có thể đi được. Chứ bây giờ thậm chí đến cái chuyện chăm con chị còn bảo là ừ chị không muốn khắt khe chuyện đấy này. Chị muốn đi du lịch này, chị không biết nấu ăn này, chị ăn nhiều, chị ăn lắm này, chị còn nhõng nhẽo này. Thì ít nhất là phải mang đến cái giá trị gì thì mình mới được trải nghiệm những cái đấy chứ. Bây giờ mình muốn trả được lương 15-20 triệu nhưng mà mình có đủ giá trị 15-20 triệu để mình được trả được mức lương đấy không? Nói chung là một vài câu hỏi đầu của bạn nữ thì anh thấy cũng là bình thường. Nhưng mà đến cái câu hỏi, mấy câu hỏi đi du lịch thì anh thấy là kiểu có hơi mùi kiểu đào mỏ các thứ. Sợ đấy. Kiểu đấy. Còn về anh trai, còn về anh kia thì thấy trả lời cũng khá thật thà. Em tưởng là kiểu anh này ra ngoài thì chị này sẽ ở nhà để vun đắp gia đình này, chăm chỉ nội trợ các thứ, chăm con các kiểu thì cũng hợp lý thôi. Nhưng mà chị còn không muốn chăm con đấy mọi người, cứ chị ở nhà làm gì? Em đi bảo ở nhà chán vãi, chị bảo một năm đi có 1-2 lần. 1-2 lần mỗi lần 6 tháng. Ủa vãi khoảng trời, cái gì nhất chị 10 điểm, em lạy chị. Vậy hồn. Thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt thì cứ đi Ma Châu đó, là tạm thời mình đi Châu Đốc trước đi, đi Châu Đốc trước đi. từ tới mấy châu kia. Ví dụ em đi là em muốn đi một mình hay là em muốn đi với ảnh, cả gia đình cùng đi, hay là cái sở thích của em là sẽ phải đi một mình thôi. Em muốn đi, tất nhiên là em muốn đi ít nhất là phải hai mình rồi. Dạ. Nhưng mà không, còn nhiều hơn cả gia đình thì càng tốt. Vậy thì quá dễ đúng không anh? Thế chứng tỏ là chị này cũng là một người rất thường gia đình. Cũng khó lắm á. Nó phải tùy thuộc vào công việc, tùy thuộc vào kinh tế, rồi thời gian, rồi công việc nó có liên quan đến tài không chính. Một người đi, người bận rồi sao? Ví dụ nhưng mà anh bận quá nhưng mà em vẫn muốn đi, em có thể tự đi một mình luôn. Anh có đồng ý không? Ôi không sao, nếu như mà em cảm thấy vui anh cũng ủng hộ thôi. Anh nói ở đây là trước rất là nhiều người làm chứng cho em về cái vấn đề anh nói nha. Nếu mà một tổ ấm mà khi mà em đi chơi một mình mà em cảm thấy vui, mà cảm thấy hạnh phúc thì không sao, nó là anh này hiền quá. Anh ấy hiền mà. Dạ. Là anh không đi thôi, thì tôi đi. Là anh sẽ làm được những điều như anh nói. Thứ nhất là sau khi xem xong mình thấy chị này quá trẻ con luôn, thề luôn, gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như một đứa trẻ con vậy. Em thích đi du lịch, em thích một mình. Em không thích nấu ăn, em thích ăn rồi. Đến trường, đến lớp, chơi đồ chơi, các thứ ở nhà bố mẹ nuôi thôi nhá. Không làm mà đòi có ăn. Đấy. Chỉ có ăn gì anh? Anh này thì hơi hiền. Thật là anh này hơi hiền. Nên nếu như mà gặp thằng khác thì nó lật ghế, nó đập vào mồm rồi làm câu chuyện đấy. Nhưng mà anh ấy không hề nói là sẽ có mối quan hệ với chị này. Anh chỉ bảo cứ bình thường thôi mà em cứ làm những gì em thích đi, nhưng mà anh không thích em. Ví dụ đi ăn uống rồi tính toán với ví dụ chồng cũng như là chồng sắp cưới của mình rồi. Tính toán là sao em, chị chưa hiểu tính toán là sao? Nói chung là bữa đó là người đó nói là với em là hôm nay đi ăn lẩu dê em bao. Rồi xong cái đi xách được 200.000 à. Rồi mà đưa trong đó ăn thì tới 270.000. Cái em mới tức nói ủa sao rủ đi ăn mà sao còn kêu anh trả tiền thêm. Tại vì em nói ví dụ bây giờ mình nói được á, mình đi dẫn đi bao thì mình nên nói, còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa, mà tại vì em tức cái lời nói như vậy. Có gì đâu tức, trời ơi cái chuyện nó đơn giản, em muốn chết thì bây giờ vợ sắp cưới của em rồi thì em dẫn vợ em đi ăn chuyện bình thường thôi. Thì đúng rồi, em dẫn ăn bình thường, nhưng mà có cái là vợ em nói thử mình thử cái lòng người ta. Sao mời 12 chị sao cái chương trình em mời nhiều những cái con người mà nó bất hủ mới thì ra trần đời tao mới gặp người mà đi xe tao bị bắt xe xong rồi đòi tao trả tiền. Ồ vãi cả. Tao trả tiền xong tao té luôn. Ủi vãi. Té luôn. Một mối quan hệ à chị? Không, tao tìm hiểu thôi. Ủi mày thế. Nó đi xe của tao, nó bị bắt xe xong nó bảo là chia đôi nhé. Thực ra thì là cả hai người đều sai cả. Chị kia đã bảo là kiểu hôm nay sẽ mời rồi thì cũng phải chuẩn bị chu tất một tí, thì đấy là cái tấm lòng của mình. À phải khảo giá trước. Phải khảo giá trước. Không, còn thực ra thì cũng phải mang dư đi một chút. Có anh này kiểu khi thấy vợ sắp cưới của mình thiếu 70.000 và phản ứng là kiểu nóng giận các kiểu ấy thì cũng là người sai, nên là anh thấy là kiểu hai người đều sai. Hơi cái gì. Cái này thì anh này chắc là cũng không phải cái kiểu người nhỏ mọn đâu. Anh ấy chắc là anh vẫn trả tiền được bình thường thôi, chả qua là tính ông ấy hơi hâm. Ông ấy lại thích kiểu nói được là phải làm được, không làm được thì mình sống độc thân cũng được đấy chị. Mình 200.000 mình đi ăn một người. Đúng rồi, lẩu dê ngon lắm chị ạ. Mình đi ăn một mình đi, đừng chia rồi đâu. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn.
em thích phụ nữ có một vòng ba, không cần eo với cái này, thích vòng ba. Em tự nhận xét về tao vòng thích ba vòng ba. Dạ cái này để tí nữa sau chương trình các bạn. Ba chín ba một ba ba chín ba thành hình hình tam giác kim tự tháp. Tại vì con gái mà vòng ba nó không có thì nó nhìn nó rất là buồn cười. Xấu xấu cái gì đâu buồn cười. Chán. Tôi gì đâu chán em. Quan trọng. Bụng cười là bụng cười thế nào anh ơi. Thôi. Mắc gì. Mình chưa quen chưa biết cứ bàn luận vòng ba. Không. Anh ơi. Yêu thương thì nó cũng phải có một tí cảm giác cảm xúc. Không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ là không nhìn được thôi. Xấu thì mình xấu vừa thôi. Phụ nữ mà xấu quá thì em nói thật với anh là nếu mà hai nhà mà ép rồi bố mẹ muốn ép mình lấy theo là hỏng cả một đời con cháu. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không nhìn được thôi. Bị điên à? Trông cũng sáng sủa mà sao? Tinh túy nó thì để ở cuối mà để cho mình có cái vương vấn đấy chị. Thế sao trên đời có một người mà thích body xem mình phụ nữ như thế? Ủa đẹp hay xấu liên quan gì đến anh thì đẹp lắm đấy. Bí xíu hỏng được con cháu. Ví dụ như nhá, mình sẽ nhìn một người xong rồi mình có thích hay không đúng không? Nhưng mà mình sẽ không bàn luận tại vì là họ có bông nên là mình thích họ. Đấy mình sẽ không. Ở thẳng ra là anh thích bông to. Và anh không thích phụ nữ xấu bởi vì là anh sợ con anh xấu. Thực ra là anh cũng có ý tốt cho đời sau nhưng mà anh cũng không đẹp lắm. Thực ra thì là kiểu anh này cũng khá thẳng thắn ấy, thì anh nghĩ là kiểu đưa ra cái tiêu chí rõ ràng của mình như nào thì cũng được thì sao. Cái này nó cũng chả ảnh hưởng đến ai cả. Nói thẳng thắn rõ ràng với nhau từ đầu cho đỡ mình. Nhưng mà đây, nhưng mà nếu mà như chị kia, chị sẽ nghĩ là anh ấy đang kiểu coi trọng ngoại hình quá và có thể là kiểu như body shaming người khác ấy, kiểu thế. Ai mà trong mắt ông ấy là xấu quá thì là hỏng cả một đứa con cháu nhà ông ấy. Kỳ vậy. Ông ấy làm hỏng. Em không. Ta biết mà. Thứ nhất là cái việc mà cái câu chuyện đấy, cái tiêu chuẩn đấy mà về cái vấn đề đấy lên cái chỗ đông người để nói đó là một cái không nên. Không là ví dụ cái câu đầu tiên anh ấy bảo anh ấy thích phụ nữ có vòng ba to, vòng ba đẹp thì ok, nó có thể là một câu đùa. Chị kia đùa lại nó rất là buồn cười không? Tí anh tự ra mà nhìn đấy. Nhưng mà đến câu tiếp theo mà anh ấy nói bắt đầu câu chuyện nó không phải là đùa nữa mà nó là nghiêm túc về chuyện là tôi thích con gái đít bự không? Nói chung là muôn hình vạn trạng thôi, nhưng mà mình cá nhân mình không nghĩ được là những cái vấn đề như thế hoặc là những cái con người như thế lại có thể xuất hiện được ở trên những cái chương trình như thế này. Nhiều khi người ta thật thà quá và thật thà lại lộ. Video này em hơi bức xúc quá nên em cảm ơn mọi người. À nhầm, em xin lỗi mọi người. Lỗi em có hơi bức xúc mà có cái gì quá đáng quá đi mong mọi người bỏ qua cho em.